biểu cảm của mọi người đều biến đổi còn có sự kinh ngạc sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc thay đổi bà đứng bật dậy sau đó lại chậm rãi ngồi xuống nói uông tiểu thư nhất định tiểu thư nhìn lầm rồi hiện giờ trời tối đen uông tiểu thư lắc đầu liên tiếp nói không không phải ta không nhìn lầm không tin mọi người hỏi nha đầu của ta nàng ấy cũng thấy sắc mặt nha đầu cũng tái xanh bộ dáng như bị hoảng sợ tiểu thư nói không sai nô tỳ cũng nhìn thấy bị treo trên cây hoa mai đầu lưỡi cũng thẻ cả ra rất đáng sợ trong lòng đại phu nhân có dự cảm không tốt theo bản năng liếc nhìn lý vị ương không hiểu sao bà có cảm giác chuyện này cùng tiện nha đầu đang cúi đầu uống trà kia có sự liên hệ gì đó nghĩ đến đây bà quyết định thật nhanh nói nhất định là tiểu thư nhìn lầm rồi người đâu đỡ uông tiểu thư về chỗ ngồi uông tiểu thư còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt uông phu nhân nhất thời không dám nhiều lời trở về chỗ ngồi nhưng tâm thần vẫn chưa ổn định các tiểu thư bên cạnh lập tức hỏi nàng tình cảnh lúc đó nàng vừa định nói thì uông phu nhân ho khan một tiếng thật lớn uông tiểu thư không dám nói nữa lý vị ương nhìn lý mẫn phong đối diện hoàn toàn không biết gì cả đang kính rượu ngũ hoàng tử bờ môi hơi gợi lên sắc mặt lý tiêu nhiên không thoải mái đại phu nhân vội vàng nói sắc trời tối đen có lẽ là uông tiểu thư nhất thời nhìn lầm thôi thiếp lập tức phái người đi xem lý tiêu nhiên gật đầu định bỏ qua chuyện này đột nhiên thấy phu nhân của binh bộ thượng thư đứng lên sắc mặt không còn sự đoan trang vừa rồi kinh hoàng vô cùng nói tô nhi của ta không thấy đâu tất cả mọi người đều sửng sốt. Lưu phu nhân phủ binh bộ thượng thư hơn 40 tuổi mới sinh được một đứa con. Yêu như châu bảo, đi đâu cũng thấy mang theo. Sao đột nhiên lại không thấy? Đại phu nhân vội vàng trấn an, Lưu phu nhân. Bà đừng gấp, ta lập tức phái người đi tìm. Lưu phu nhân vừa định gật đầu. Tam phu nhân lộ ra vẻ mặt trần trừ, trời tối đen. Tiểu hài tử chạy loạn khắp nơi đúng là rất nguy hiểm. Vừa rồi Uông Tiểu Thư nói dưới tàng cây hoa mai có chuyện xảy ra. Trước tiên đến đó xem sao. Đại phu nhân lườm tam phu nhân một cái. Nói Trần An đừng có nói chuyện gở. Tiểu hài tử ham chơi. Trở về ngay lập tức thôi. Lưu phu nhân sao còn nghe lọt tai lời bà. Sắc mặt đã sớm mất đi sự chấn định không? Ta muốn đích thân đi tìm. Nói xong đẩy bọn nha đầu bên cạnh ra. Đứng lên, binh bộ thượng thư vừa nhìn thấy nhất thời sượng mặt, tuy sợ đắc tội thừa tướng, nhưng trung quy vẫn đau lòng cốt nhục duy nhất, cũng đứng, lên xin lỗi, sau đó bước nhanh theo, nháo loạn như vậy, yến hội sao còn tiếp tục được, mọi người cũng đứng lên, bảy miệng tám lời nói, chúng ta cũng đi xem, đúng vậy đúng vậy, lưu đại nhân chỉ có một đứa con, nếu có chuyện thì đúng là đại sự, thừa tướng đại nhân, chúng ta cũng đi xem lý tiêu nhiên thấy mọi người đều nói như vậy bất đắc dĩ gật đầu nói đã như thế mọi người cùng đi trong lòng đại phu nhân sốt ruột nhanh chóng liếc mắt ra giấu với lâm ma ma bên cạnh bảo bà ta đi trước một bước lập tức nhìn xem dưới cây mai có chuyện gì nhất định phải xử lý thi thể xuất hiện bất ngờ kia trước khi mọi người đến nhưng mà lâm ma ma đi tới cửa lại thấy mọi người đều đang chen ra ngoài nhất thời bị giữ chân ở cửa, không thể ra ngoài, Lý Vị Ương nhìn thấy tất cả, lộ ra nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc vừa đúng lúc nhìn thấy được vẻ tươi cười này. Bỗng dưng có hứng thú nhướng mày, Tam tiểu thư này, thật sự rất cổ quái, Thất đệ, không tới xem náo nhiệt sao? Thác Bạt Chân đột nhiên cắt ngang ánh nhìn chăm chú của hắn. Thác Bạt Ngọc quay đầu lại, cười nhẹ nói tất nhiên là muốn đi xem tam hoàng huynh mời đi trước còn ngũ hoàng tử đã sớm đi theo lý trường nhạc căn bản không ngồi ở vị trí của mình người trước người sau đến hoa viên lưu phu nhân vì sự nhắc nhở của tam phu nhân mà chạy bán mạng đến dưới tàng cây mai bên hồ có một cây mai hoa mới nở rộ rất đặc biệt có thể dễ dàng nhận ra bà chạy đến đầu tiên hoàn toàn quên đi thân phận của mình cùng quy củ của một phu nhân một lòng chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm con chờ đến lúc đứng dưới tàng cây mai lập tức thấy một bóng người khẽ đung đưa lưu phu nhân sợ tới mức lùi lại một bước nhìn kỹ thì thấy bóng người rất dài thở phào nhẹ nhõm một hơi không phải con mình mọi người chạy tới sau đều nhìn thấy thi thể này lại nghe thấy một nha đầu hô lên là tử yên là tử yên, bạch chỉ sông lên, ôm lấy thi thể kia, nước mắt rơi xuống liên tiếp tử yên, cô làm sao thế, tử yên, rốt cuộc là tại sao, Lý Mẫn Phong bước nhanh tới, nhìn thấy tình cảnh này, kinh hoàng trợn mắt há hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ, tử yên lại xuất hiện tại đây, Lý Vị Ương lạnh lùng nói, thả người xuống dưới. Tất nhiên có các ma ma làm việc nặng chạy nhanh lên thả người xuống thăm dò hơi thở, đã chết từ lâu, nhìn khuôn mặt xanh trắng của Tử Yên, nước mắt Bạch Chỉ không ngừng lại được, càng chảy nhiều hơn, Lý Mẫn Phong nắm chặt nắm tay, ánh mắt biến thành đỏ đậm, không có khả năng, nàng ta sao có thể, hắn rõ ràng đã phân phó những người đó. Đưa Tử Yên đi xử lý, rồi lặng lẽ đem thi thể ra khỏi phủ, sao có thể treo trên cây hoa mai? lý vị ương vừa rồi còn mang khuôn mặt nhàn nhã giờ lạnh lùng nhìn hắn đại ca một nha đầu đang êm đẹp đại ca nói muốn nàng ta muội lập tức đưa cho đại ca bây giờ còn chưa qua vài ngày sao đã chết rồi lý mẫn phong sửng sốt lập tức không trấn áp được sự giận dữ trên mặt ngươi tính là cái gì chưa đến lượt ngươi tới chất vấn ta đúng lúc này lý mẫn đức nhíu mày nói đại ca tam tỷ là an bình huyện chủ được bệ hạ tự mình sắc phong đại ca lại chưa có công danh luận lễ đại ca nhìn thấy tam tỷ còn phải hành lễ tam tỷ rộng lượng không so đo với đại ca đến việc nói đại ca cũng không cho nói là sao gân xanh trên trán lý mẫn phong hiện lên lại e ngại mọi người ở đây đành áp chế lửa giận trong lòng lý tiêu nhiên thấy tình cảnh như vậy sắc mặt cực kỳ khó coi ông lạnh lùng trách cứ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sắc mặt đại phu nhân u ám chậm rãi nói lão ra nhà đầu tử yên kia cả ngày không thấy bóng dáng thiếp còn tưởng rằng nó xin nghỉ về thăm người thân lý vị ương thản nhiên nhìn lý mẫn phong nói đại ca tử yên là thiếp của đại ca nếu nàng muốn xin nghỉ sao có thể không nói trước một tiếng đại phu nhân lạnh lùng nói vị ương đứa nhỏ này hồ đồ rồi tử yên chỉ là một nha đầu sao lại gọi là thiếp gì chưa lấy thê mà đã nạp thiếp trước điều này không chấp nhận được trong gia tộc lớn cũng là không tôn trọng con dâu mới trước mắt đại phu nhân đang xem xét chọn thê từ tốt nhất cho đại thiếu gia nếu để người khác biết đại thiếu gia đã sớm có thiếp chẳng phải là để người ta cảm thấy phủ thừa tướng dạy con không nghiêm sao lý vị ương mỉm cười có phải hay không trong lòng đại ca hiểu rõ, lời ngoài chuyện, Tử Yên không phải đã bị đại phu nhân xử lý xong rồi sao? Vì sao nàng ta đột nhiên chết ở chỗ này? S I A S I A S I A, ta chỉ có thể nói, Tử Yên không phải bị nữ chính giết, nàng ấy không phải loại người như vậy, đừng có đoán mò. Sau hôm đó, đại phu nhân định cho người chói Tử Yên lại đem bán ra ngoài. Ai ngờ Tử Yên vụng trộm chạy ra được mượn cơ hội quấn quyết lấy Lý Mẫn Phong không buông, uy hiếp hắn nếu đuổi nàng đi, nàng sẽ nói hết mọi chuyện ra, làm ầm ý thật lớn. Đại phu nhân nhíu mày, yến hội đang vui vẻ, lại bị một nha đầu không hiểu chuyện phá hỏng. Người đâu, kéo nàng ta xuống, lập tức có người đến nâng tử yên. Bạch chỉ nắm chặt tay áo tử yên, hai bên lôi kéo, xé rách một nửa tay áo tử yên. Đại phu nhân gầm lên, còn không mau kéo nàng ta ra. Đột nhiên bạch chỉ kêu thất thanh, mọi người xem. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo lời của nàng ta. Lại nhìn thấy trên xương quai xanh trắng nõn cùng trên cánh tay tử yên. Đầy vết thương xanh tím. Vừa nhìn đã biết là dấu vết bị làm nhục. Lý trường nhạc nhanh chóng nhìn. Rồi quay đầu thật mạnh. Làm đôi hoa tai cẩm thạch nạm vàng rua dài bên tai bị dao động giọng nói lạnh lùng nhất định là chính nàng ta đã làm chuyện không biết xấu hổ quả nhiên là dâm loạn mang bộ dáng tiểu thư khuê các băng thanh ngọc khiết ngũ hoàng tử vội vàng lấy lòng nói đại tiểu thư đừng nhìn những thứ dơ bẩn tránh làm bẩn mắt tam phu nhân chậm rãi nói nhà đầu kia đã tặng cho đại thiếu gia cũng tùy đại thiếu gia xử trí nhưng như vậy không khỏi quá ý tử của bà rất rõ ràng tuy rằng từ yên là nha đầu nhưng cũng không nên ngược đãi nàng ta như vậy càng miễn bàn đến những vết thương đầy người thế này công tử đại gia tộc thế gia phải đoan chính có lễ làm ra loại chuyện này lý vị ương từ từ thở dài một hơi bộ dáng như không đành lòng đại ca muội không muốn trách tội đại ca nhưng từ yên theo muội từ bình thành đến nhu thuận nghe lời hiểu chuyện đại ca bức chết nàng ta như vậy bảo muội phải ăn nói thế nào đây đại phu nhân híp mắt lại lông mày nhíu thành hình trăng non nghiêm mặt nói phong nhi thường ngày bận rộn sự vụ sao có thể lưu ý đến hành động của một nha đầu đám tỷ nữ ở lý gia nhất định phải tự giữ gìn chừng mực mới được hầu hạ chủ tử tử yên nha đầu này tất nhiên là thông dâm với mấy tên sai vặt gây ra chuyện phiền toái sợ bị mọi người trách phạt cho nên mới tự sát Lý Vị Ương mỉm cười, nói, ồ, thật không? Lý Mẫn Phong đương nhiên là người biết rõ chuyện này nhất. Tử Yên một mực quấn quýt muốn bản thân cân nhắc chuyện đưa nàng lên làm di nương. Mà mình còn chưa lấy vợ, sao có thể lấy một nha đầu làm thiếp, cho nên hắn cứng rắn hạ độc thủ, phân phó người bên cạnh mạnh mẽ trói nha đầu kia lại. Giết hoặc đem bán, tất nhiên mấy người kia đã động sắc tâm, lặng lẽ xử lý tử yên. Vấn đề mấu chốt là, thi thể vốn đã đưa ra khỏi phủ. Sao có thể xuất hiện trước đám đông thế này? Đây rõ ràng là có người cố ý dở trò. Nghĩ đến đây, hắn mặt đỏ tai hồng. Ngón tay nắm chặt, cười lạnh tự yên chết. Ta thật sự không biết. Đại phu nhân lạnh lùng nói, mau nâng xuống. Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng khuân thi thể xuống. Nhưng mà, ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị đưa thi thể đi, nghe thấy lạch cạch một tiếng từ trong người tử yên rơi ra một thứ. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, đại ca, đây là túi tiền đại ca mang theo bên người. Hiện giờ bị nha đầu kia làm dơ, có còn cần nữa không? Một nha đầu chẳng hiểu sao tự dưng thắt cổ tự sát. Trên người đầy vết thương bị làm nhục, trong người còn rớt ra túi tiền của đại thiếu gia. Mọi chuyện xảy ra liên tiếp, sắc mặt mọi người không thể không thay đổi. Vị đại thiếu gia lý gia phẩm đức đúng là rất bại hoại. Đồi phong bại tục không nói. Lại còn có loại ham mê này. Người như thế, ai còn dám đem nữ nhi thân yêu gả cho hắn. Tương lai hắn thế nào cũng tham gia quan trường. Vào chiều làm quan, đúng là làm mất mặt Lý Thừa Tướng. Lý tiêu nhiên sắc mặt xanh lét. Đè nén tức giận ngút trời. Ông gắt gao nhìn chầm chầm Lý Mẫn Phong. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hạ nhân nâng tử yên đi. Mọi người khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, mà trong lòng vẫn có sóng ngầm mãnh liệt, ánh mắt nhìn Lý Mẫn Phong, kiểu gì cũng thấy cổ quái, phảng phất còn có sự sợ hãi. Lúc này, Lưu phu nhân đột nhiên khẽ hô một tiếng, Tô Nhi. Mọi người thấy, một tỷ nữ dẫn Lưu Thiếu gia mới 8 tuổi đi vào. Lưu phu nhân vội vàng chạy qua, ôm tiểu nam hài vào ngực, kêu một tiếng bảo bối, sao thế này? lý tiêu nhiên nhíu mày hỏi tì nữ hành lễ nói nô tì thấy lưu thiếu ra ở phía sau lưu thiếu ra hẳn là đi tìm nhà xí sau đó bị lạc đường tất cả mọi người cười rộ lên nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi bọn họ cười mà trong lòng không cười yến hội đến mức này sao còn tiến hành được nữa mọi người ngượng ngùng kính rượu rồi rời đi người lý ra đứng ở cửa tiễn khách mấy người đại phu nhân đều gượng cười chỉ có lý vị ương tươi cười vẫn như bình thường lúc thác bạt ngọc đi qua chỗ nàng mỉm cười nhẹ giọng nói làm tốt lắm lý vị ương khuôn mặt bình tĩnh như không nghe thấy câu nói đó trang trọng hành lễ đưa tiễn thất điện hạ nàng biết hôm nay mặc kệ là thác bạt chân hay là thác bạt ngọc ai cũng không tin lý mẫn phong là người hồ đồ như vậy nhưng không tin thì sao lời đồn đại lan truyền nhanh như gió Ngày mai toàn kinh đô sẽ biết, đại công tử Lý Gia ngôn hành bại hoại, đạo đức tệ hại như thế nào. Từ hôm nay trở, đi, bất luận là sĩ đồ con đường làm quan hay hôn nhân của Lý Mẫn Phong. Đều triệt để hỏng, đây là quả đáp lễ cho việc lần trước hắn mưu hại mình. Không còn người ngoài, Lý tiêu nhiên mạnh tay cho Lý Mẫn Phong một cái bạt tai. Dồn hết sức lực, làm cả người hắn nghiêng ngả, rơi ra cả một cái răng miệng đầy máu, đại phu nhân vội vàng chạy lên giữ chặt ông ta, lão gia. Chẳng lẽ ông không nhìn ra, chuyện hôm nay là có người cố ý mưu hại sao? Lý Tiêu Nhiên cũng mặc kệ mưu hại hay không mưu hại, ông chỉ biết là mình mất toàn bộ thể diện trước mặt mọi người. Danh dự trăm năm của Lý gia, tất cả đều mất trên tay Lý Mẫn Phong. Tức giận nói, mưu hại, ai mưu hại nó? Nó thì tính là cái gì? Nếu nó thật sự trong sạch vô tội, đang êm đẹp lại thông đồng với nhà đầu bên người muội muội làm cái gì? Nó đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Đại phu nhân nước mắt rơi xuống, lão gia, đây là trưởng tử của chúng ta đấy. Lão gia sao có thể không tin nó? Tin nó? Hai mắt ta đều nhìn thấy. Bất cứ lúc nào xấu mặt cũng được, lại đúng lúc tất cả mọi người ở đây làm ra loại chuyện này. Đúng là đồi phong bại tục. Lý Tiêu Nhiên lại dùng sức đá Lý Mẫn Phong. Lý Mẫn Phong quay đầu lại thật mạnh. Mắt đỏ quạch nhìn chầm chầm Lý Vị Ương, ngươi tiện nhân này. Đều do ngươi xui khiến nhà đầu kia. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên. Hoàn ức nói, phụ thân. Chuyện gì đại ca cũng đem ra trách con. Lý Tiêu Nhiên vốn đang tức giận. Chỉ vào Lý Mẫn Phong nói, người đâu? Nhốt đại công tử vào từ đường. Suy nghĩ hơn trăm ngày. Sắc mặt đại phu nhân lúc trắng lúc đen, bà bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt hung ác như thể muốn ăn thịt nàng. Lý Vị Ương lại mỉm cười, lướt qua Lý Trường Nhạc vẫn đứng tại chỗ nói không nên lời, "Đại tỷ, muội mệt, muốn về phòng trước, nhường đường một chút." Ánh mắt Lý Trường Nhạc nhìn về phía Lý Vị Ương, như thể nhìn thấy ác quỷ vừa trèo lên từ địa ngục không tự chủ lui lại một bước lời ngoài chuyện bằng bằng ta cực kỳ cảm thấy. Nữ chính thật là thiện lương. Đương nhiên, con người thiện lương nhất chính là tác giả. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Vị Ương đi ra khỏi đại sành. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bạch chỉ đang đứng chờ bên ngoài. Nhìn thấy Lý Vị Ương đi ra vội vàng chạy lên đón tiểu thư. Lý vị ương nhìn nàng ta một cái, thấy khoe mắt nàng ta vẫn còn vương lệ, thở dài một tiếng, nói, người vẫn còn khổ sở vì tử yên. Bạch chỉ lau nước mắt, nói, tiểu thư, nô tỳ và tử yên cùng nhau vào phủ. Tình cảm tất nhiên không giống những người khác, tuy rằng nàng ấy tự làm tự chịu, nhưng nhìn nàng ấy chết thảm như vậy. Trong lòng nô tỳ thật sự thấy, Lý vị ương gật đầu lúc tam phu nhân sai người nói với nàng, đại thiếu gia đã xử lý tử yên, những người đó còn tra tấn nàng ta đến chết, nàng lập tức nghĩ ra chú ý này. Nàng rất hiểu lý tiêu nhiên, nếu có người uy hiếp nghiêm trọng đến danh dự cùng quan chức của ông, cái gì cũng không cần thương lượng, ánh mắt lý vị ương lướt qua xung quanh, đột nhiên nhíu mày, mẫn đức đã về cùng tam phu nhân rồi sao? Bạch chỉ ngẩn người lập tức nói tam phu nhân đã trở về mà tam thiếu gia thì không thấy từ lúc yến hội bắt đầu đứa nhỏ này đã có chỗ là lạ lý vị ương suy nghĩ vẫn cảm thấy không ổn nói đi theo ta đi tìm một đường đi tìm cuối cùng thấy được bóng dáng quen thuộc trên bậc thềm đình hóng mát trong hoa viên yên tĩnh lý vị ương sửng sốt sau đó bước nhanh qua đó tam tỷ lý mẫn đức ngồi trên bậc thềm nhỏ giọng nói ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt hắn làm bờ môi hắn thoạt nhìn có chút trắng bệch sao lại ngồi đây một mình lý vị ương đưa tay kéo hắn vừa mới chạm vào người hắn đã bị cảm giác lạnh như băng làm cho sợ hãi vội phân phó bạch chỉ cầm áo choàng của mình đến đây bạch chỉ xoay người chạy vội đi trong đình hóng mát bỗng chốc chỉ còn lại hai người lý mẫn đức không ngẩng đầu lên hàng mi thật dài buông xuống tam tỷ chuyện hôm nay là tỷ và mẫu thân ta cùng làm ra lý vị ương ngẩn người nhưng không biết phải nói thế nào đại phòng bất cứ lúc nào cũng ham muốn tài sản của tam phòng lúc trước tam phu nhân thân thể không tốt cũng là do đại phu nhân động tay động chân hiện giờ tam phu nhân coi như đem mọi thứ hoàn trả không có gì không đúng nhưng mà mẫn đức dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ hắn có thể hiểu được chăng mẫn đức Việc này không phải là chuyện để nên quan tâm, nhanh về đi, đừng để bị cảm lạnh." Nàng lại kéo hắn đi. Hắn vẫn không chịu động đậy, chỉ nhíu mày nói, "Ta còn muốn ngồi đây một lúc nữa. Tối hôm nay rốt cuộc để bị sao vậy?" Khuôn mặt Lý Vị Ương như giận mà tái đi, "Có trở về không đây?" "Không về." Lý Mẫn Đức đột nhiên lớn tiếng nói. Ánh mắt Lý Vị Ương càng lúc càng lạnh, "Không phải nàng vô duyên vô cơ muốn làm người tốt." Nếu không phải thời gian này cùng Lý Mẫn Đức giúp đỡ lẫn nhau, nàng sẽ không quản hắn ngồi đông chết ở đây làm gì. Được, để không đi, ta đi." Lý Vị Ương xoay người. Phía sau truyền đến một câu nói nhỏ rất không tình nguyện. "Có chuyện gì tỷ đều gạt ta?" Lý Vị Ương đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Mẫn Đức, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhỏ tuổi mà tâm tư già dặn. Mọi người không gạt đệ, mà loại chuyện vu oan hãm hại này. Nên ít làm thì hơn, lại càng không nên để một tiểu hài tử tham gia vào. Tỷ vẫn coi ta là tiểu hài tử, Lý Mẫn Đức nhíu mày. Người không là đứa nhỏ thì là cái gì? Lý Vị Ương đau đầu. Về sau mọi người sẽ nhớ. Đột nhiên Lý Mẫn Đức ngẩng đầu. Đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chăm nàng. Cho đến khi Lý Vị Ương không hiểu sao cảm thấy trột dạ mới thôi. Được rồi mặc kệ thời điểm nào nàng đều không hy vọng một thiếu niên trong sáng bị liên quan vào những chuyện ghê tởm hơn nữa chỉ cần làm không tốt sẽ bị cắn ngược lại mặc kệ là tam phu nhân hay là mình đều sẽ không để mẫn đức đi mạo hiểm đừng giận dỗi nữa đứng lên đi lý vị ương chớp chớp mắt nghiêm túc nói ta không giận dỗi lông mi lý mẫn đức dày rậm như một cây quạt khuôn mặt trắng nộn không có biểu cảm gì nhìn qua như có sự âm trầm không phù hợp với độ tuổi. Lý Vị Ương bật cười, nói, không phải đệ nói muốn thì coi đệ là người lớn sao? Đây là chuyện người lớn hay làm. Hắn không hé răng, Lý Vị Ương đưa tay ra kéo hắn. Lý Mẫn Đức buồn bực không mở miệng gạt tay nàng đi. Lý Vị Ương oán thầm, đứa trẻ này đúng là không đáng yêu. Lý Mẫn Đức đứng bật đậy, đáng tiếc vừa mới cất bước. Hắn đột nhiên ngã xuống. Chân bị tê thôi, Lý Vị Ương đỡ lấy hắn, thuận lợi giúp hắn đứng thẳng dậy. Sau đó bất đắc dĩ than thở, "Tam thiếu gia, đệ muốn ta ngồi ở đây với đệ đón gió lạnh sao?" Lý Mẫn Đức nghiêm mặt, bộ dáng rất mất hứng. "Trong người đệ đang giấu cái gì? Sao căng phòng ra thế này?" Lý Vị Ương nghi ngờ. "Không có gì." Nàng nghi hoặc nhìn hắn. "Thật sự không có gì?" Hắn ôm ngực chỉ có thứ đồ chơi không đáng tiền thôi. Kém ra chân quý thái tử tặng, Lý Vị Ương ngẩn người để cũng chuẩn bị lễ vật cho tỷ sao. Trên mặt Lý Mẫn Đức hiện ra một tia đỏ ửng, một lúc lâu sau mới nhẹ ửm một tiếng. Trong lòng Lý Vị Ương chấn động, như có trăm vị hỗn tạp, cả người hơi run, phẩy chấm, phẩy chấm, nàng nhìn ra được, Mẫn Đức là một đứa nhỏ trưởng thành sớm mà cô độc so với người lớn còn trí tuệ thậm chí mẫn cảm hơn nhiều làm cho người khác không kìm lòng được có vài phần chiều mến lý mẫn đức chậm chạp lấy từ trong người ra một tượng gỗ điêu khắc lý vị ương thoạt nhìn là oa nhi có hình dáng giống con thỏ có thấy giống tỷ không lý mẫn đức nhìn nàng lấy lòng lý vị ương thật sự không đành lòng đả đà kích hắn đành nói ừ rất giống để tự tay làm sao ừm Lý Mẫn Đức thoải mái cười, khóe miệng cong cong, khuôn mặt giãn ra, ánh mắt như phản chiếu ánh sao sáng lạn đầy trời, biển sao cũng lạc trong ánh mắt hắn. Lý Vị Ương cảm thấy bị vẻ tươi cười này làm cho choáng váng. Làm rất đẹp, Lý Vị Ương nâng lễ vật của hắn lên. Cẩn thận xem xét, tuy chế tác không hoàn hảo, nhưng mỗi một đường cong cùng góc cạnh đều rất mượt mà. Có thể nhìn ra làm rất vất vả tốn công sức mẫn đức đối xử với tỷ thật tốt lý mẫn đức cười lý vị ương đột nhiên thấy hắn co ngón tay lại nàng nhíu mày lập tức kéo tay hắn ra đầu ngón tay chạm đến nhưng vết thương nhỏ thô giáp ngón tay bị thương lý mẫn đức giấu tay đi không có rõ ràng đã bị thương lại còn không thừa nhận ánh mắt lý vị ương thâm trầm như đêm đen lông mi dài cong nhẹ nhàng lay động đáy mắt nàng ẩn sau bóng đêm trầm tĩnh cuối cùng nàng chỉ cười tươi tỉ sẽ bảo quản lễ vật này thật tốt. Cái gọi là lời đồn đãi, ba người là thành một cái chợ, sau khi truyền qua miệng nhiều người, nhất định đã được tuyên truyền ồn ào huyên náo thêm mắm dặm muối. Hơn nữa yến hội hôm đó lại tập trung không ít hậu duệ quý tộc thượng lưu cùng nữ quyến. Bọn họ thích nhất là nói chuyện thị phi, bàn luận chuyện người khác, rất nhanh toàn bộ kinh đô đều biết đại công tử của lý thừa tướng học hành bên ngoài thành tài trở về hóa ra là một công tử phong lưu chưa kết hôn đã nạp thiếp còn không biết vì sao giết chết nha đầu kia đại phu nhân suy nghĩ các loại biện pháp đi áp chế lời đồn đãi nhưng loại lời đồn này thường càng truyền càng mãnh liệt người nhiều chuyện đem đi kể khắp nơi làm tin đồn càng thêm phong lưu thú vị toàn thành nghị luận liên tục không phải chỉ một hai người cuối cùng biến thành phiên bản mới đại công tử lý ra bức gian một tiểu nha đầu nhà đầu kia ngay trên yến hội tự sát để giữ sự trong sạch càng đáng sợ hơn là phiên bản này truyền vào trong cung làm cho hoàng đế vốn đã phê chuẩn tấu sớ xin cho lý mẫn phong vào triều làm quan nghe xong giận tím mặt chẳng những vứt tấu sớ đó sang một bên còn mắng tháp bạt chân người dâng tấu một trận tam hoàng tử vốn luôn thu mình không gây chú ý Vốn tưởng rằng dâng tấu lên hoàng đế, có thể đổi lại nhân tình cho Lý thừa tướng, còn âm thầm tăng thêm một cánh tay cho mình, tương lai có rất nhiều chỗ dùng đến, không ngờ rằng cuối cùng thành kết cục như vậy, coi như là thất sách hiếm thấy của hắn bao nhiêu năm qua. Đại phu nhân dẫn theo Lý Trường Nhạc đến từ đường, thăm nom Lý Mẫn Phong bị giam giữ đã 10 ngày. Lý Mẫn Phong đang ngồi trước bàn ngẩn người, sắc mặt hắn héo hon, mặt xanh trắng bộ dáng uể oải không phấn chấn. Mấy ngày qua, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Bản thân học phú ngũ xa, dù lãm tư hải, sao có thể không đấu lại một tiểu nha đầu chỉ mới 13 tuổi. Chịu thiệt dưới tay nó chứ. Học phú ngũ xa thời chiến quốc huệ thị là một nhà triết học. Ông rất ham đọc sách. Sách của ông phải dùng đến năm xe ngựa mới có thể chở hết về sau người ta sử dụng ngũ sa thư để tỏ vẻ uyên bác hoặc ca ngợi sự uyên bác. Hắn không thể tin được, bản thân liên tiếp bị Lý Vị Ương thiết kế, thậm chí bị nàng ta đùa giỡn quay xung quanh, hùng tài đại lực này, kế sách trị quốc này, đối phó với nhà đầu kia, cái gì cũng không dùng được. Đại ca, sao đại ca lại biến thành dạng này? Lý Trường Nhạc gần như không nói nên lời. Lý Mẫn Phong vừa nhìn thấy đại phu nhân lập tức chạy ra, mẫu thân, mau cứu con ra ngoài. Con không chịu nổi nữa rồi, lời ngoài chuyện. Quần chúng vây xem, Lý Mẫn Đức chẳng lẽ cũng là xuyên không đến. Hắn không phải là Ngọc Lý đấy chứ. Tần, ta bị ý tưởng điên cuồng quái gở này đánh xét xuống người thành ngoài khét trong sống. Và em, GT, gạch dưới và em, LT. Sức tưởng tượng của các ngươi nhân loại không thể ngăn nổi, gạch dưới 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 gạch Thanh Mai, ta phải nói trước vấn đề này với mọi người. Dạo này Tần Thiện Lương đã tăng thêm độ này mỗi chương từ chương 62 trở xuống mỗi chương dài 2 trang Word bản tiếng Trung. Nhưng bắt đầu từ chương 63 dài 2 trang rưỡi. Chương 64 dài 5 trang và chương 65 trở đi dài 14 trang Word. Gấp 7 lần so với trước, thì em đã cố gắng mỗi ngày một chương. Nhưng đến chương 65 thật sự không cố được nữa. Cho nên từ chương 65 trở đi, ba ngày mới có một chương. Post vào lúc 0 giờ 0 phút. Báo trước để mọi người không sót. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý trường nhạc nhíu mày. Lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, 10 ngày nay. Mẹ và muội đã dùng hết mọi biện pháp. Phụ thân lại nhất quyết nhốt ca chừng một tháng mới thôi. Sao có thể chứ? Lý Mẫn Phong lớn tiếng cười lạnh. Ta là con trai phụ thân sủng ái nhất. Sao phụ thân có thể đối xử với ta như vậy? Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết. Tuy rằng ánh mắt hắn sắc bén. Nhưng trong đó hàm chứa sự bất an sâu sắc. Tựa như lá cây sắp rụng trước gió không ngừng run run. Phẩy chấm phẩy chấm. Lý Trường Nhạc nói, đại ca. Lần này phụ thân thật sự bị chọc tức. Gần đây ai ai cũng nghị luận chuyện hôm đó. Phụ thân luôn coi trọng danh dự đại ca nháo loạn hơi quá đáng mặc kệ muội nghe thấy chuyện gì ta vẫn phải nói cho muội biết toàn bộ đều là dối trá rõ ràng đã là thi thể sao có thể tự mình chạy đến dưới tàng cây mai treo cổ là lý vị ương phá dối phía sau rất nhanh thôi ta sẽ thu thập đồ tiện nhân đấy hắn túm lấy bả vai lý trường nhạc dùng sức lắc giọng nói khàn khàn gào lên bộ dáng quý công tử tiêu sái đã biến mất không còn bóng dáng lý trường nhạc ngây người nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi bộ dáng này của lý mẫn phong làm nàng liên tưởng đến dã thú lúc cận kệ cái chết hắn đã mất đi sự bình tĩnh cùng vững vàng đại phu nhân xông lên dồn sức cho lý mẫn phong một bạt tai đầu óc ngươi tỉnh táo lại cho ta nếu ngươi còn xúc động như vậy lại càng trúng quỷ kế của lý vị ương hiện giờ nó nhất định đang trốn ở một nơi bí mật nào đó nhìn chúng ta khổ sở nhìn chúng ta nổi điên bỗng chốc lý mẫn phong ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn đại phu nhân một lúc lâu rồi lộ ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ uổng phí hắn là một nam nhân tự khoe khoang có tài an bang định quốc đem lại sự hòa bình và ổn định cho đất nước lúc này tâm tính lại không kiên định bằng một phu nhân ở chốn hậu viện trên mặt hắn chậm rãi lộ ra vẻ mặt hổ thẹn cùng trột giả suy sụp buông thõng cánh tay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện đại phu nhân đã có dấu hiệu tuổi già không chỉ trên đầu xuất hiện sợi tóc trắng mà khóe mắt cùng trán đã có nếp nhăn trong đó hàm chứa sự bất an phẩy chấm phẩy chấm hóa ra mẫu thân không phải không lo lắng hắn càng cảm thấy chấn động một lý vị ương nho nhỏ Thật sự có thể bức bách mẫu thân đến mức này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt Lý Vị Ương hiện lên trong đầu, mắt Lý Mẫn Phong như bắn ra những tia lửa, thậm chí có cả sát ý, tiếp theo ánh mắt đó lại nhanh chóng ảm đạm. Khóe miệng hiện ra sự bất đắc dĩ cùng phẫn hận cười, "Mẫu thân, sao con có?" Thể bại dưới tay một tiểu nha đầu. Đại phu nhân lạnh lùng nói, "Mẹ lúc nào cũng dặn dò con." lý vị ương tiểu tiện nhân này đúng là tà ma không động đến thì thôi một khi đã động thì phải một kích tất sát mà hai đứa các con lại không chịu nghe lời ta bà nhận ra sát ý trong mắt lý mẫn phong thở dài đành chịu đều là do mẹ quá nuông chiều hai đứa sống thuận buồm xuôi gió qua ngày lâu nay cho nên mới không chịu nổi sóng gió nhưng mà nó hại con thảm như vậy lý mẫn phong tức giận nói vẻ mặt như một con sói hoang bị thương phải biết rằng hắn luôn nghĩ bản thân đại tài chỉ cần ra một kế nho nhỏ đã có thể xử lý lý vị ương mà không ngờ rằng người bị xử lý lại là bản thân mình trên mặt đại phu nhân hiện ra vẻ tươi cười nhưng tươi cười kia lại làm người khác không rét mà run hiện giờ con càng nháo loạn muốn ra ngoài sẽ làm phụ thân con càng chán ghét hơn huống chi hiện tại toàn bộ kinh đô đều đang nghị luận chuyện này. Con mà đi ra ngoài chỉ tự dứa lấy nhục thôi, còn không bằng ở đây suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Vẻ mặt Lý Mẫn Phong, hiện ra sự nghi hoặc, Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói, đại ca, tâm địa ca rất mềm yếu, nếu đại ca sớm xử lý tử yên, thì sẽ không có chuyện này. Lý Mẫn Phong có chút xấu hổ, đúng vậy hắn thật sự có chút hứng thú với tử yên nhưng cũng không tới phiên lý trường nhạc muội muội này đến giáo huấn đại phu nhân chừng mắt liếc lý trường nhạc còn không phải ngươi suối bảy đại ca thì sao đường đường một nam nhân lại tham gia vào mấy chuyện này sắc mặt lý trường nhạc trắng bệch dưới ánh mắt nghiêm khắc của đại phu nhân gần như không thể che giấu được chuyện gì mẫu thân nếu chúng ta đều bị lý vị ương áp đảo cũng chẳng có chỗ gì tốt với đại ca các người ấy muốn giáo huấn lý vị ương chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội hiện giờ nó đã là an bình huyện chủ không dễ động đến đại phu nhân lạnh lùng nói mẫu thân lúc nào cũng nói phải chờ thời cơ rốt cuộc là phải chờ đến lúc nào lý trường nhạc nhíu mày bên môi đại phu nhân hiện ra một tia cười không rõ ý nghĩa rất nhanh thôi trên mặt lý mẫn phong cùng lý trường nhạc đều lộ ra sự nghi hoặc đại phu nhân liếc nhìn lý mẫn phong con cứ tĩnh tâm tiếp đi ta tất nhiên sẽ nghĩ cách để con sớm được ra ngoài còn trường nhạc sắp tới đừng có gây xung đột với tiện nhân kia rất nhanh thôi mẫu thân sẽ làm cho nó triệt để biến mất khỏi mắt chúng ta từ trong từ đường đi ra lý trường nhạc không nhịn được hỏi mẫu thân có phải mẫu thân đã nghĩ ra biện pháp đại phu nhân cười thần bí không nói câu nào phẩy chấm Lý Trường Nhạc rất có hứng thú với chuyện đẩy Lý Vị Ương vào đường chết. Nói, có cần nữ nhi hỗ trợ không? Đại phu nhân từ ái nhìn nàng ta, nói, chuyện gì con cũng không cần quan tâm, chỉ cần ăn mặc trang điểm cho đẹp là được rồi. Mặt Lý Trường Nhạc đỏ lên, nói, thường ngày nữ nhi rất chuyên tâm vào chuyện đấy. Đại phu nhân cười nói, mặc kệ Lý Vị Ương làm huyện chủ cũng được, làm công chúa cũng thế duy nhất có một điểm không bao giờ thay đổi là nó có thúc ngựa cũng không đuổi kịp con con có phát hiện hôm đó trên yến hội biết bao nhiêu vương tôn công tử nhìn con nhất là ngũ hoàng tử hôm qua phụ thân con có nói với ta ngũ hoàng tử có ý muốn cầu thân con lý trưởng nhạc nhíu mày phụ thân đã đáp ứng rồi đại phu nhân lắc đầu nói mẫu thân ngũ hoàng tử mai quý phi nhiều năm qua rất được sủng ái cho nên ngũ hoàng tử cũng nước lên thuyền lên nhưng phụ thân con nói người có cơ hội cao nhất đi lên đại vị một người là thái tử hiện giờ người còn lại là thất hoàng tử bệ hạ yêu quý nhất về phần ngũ hoàng tử sao hậu thuẫn vẫn còn kém một chút ngụ ý bọn họ đã sớm đặt cược trên người thái tử hoặc thất hoàng tử lý trường nhạc có chút thất vọng không biết sao trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt anh tuấn của tam hoàng tử thác bạt chân đại phu nhân vỗ lên tay nàng ta còn phải trang điểm ăn mặc cho đẹp giữ chắc lấy cơ hội hiểu chưa từ sau khi đại phu nhân đến từ đường gặp lý mẫn phong rồi khuyên bảo lý trường nhạc lý vị ương phát hiện chẳng những từ đường không còn truyền đến tin tức đại thiếu gia không ăn cơm mà sắc mặt lý trường nhạc đã như bình thường có vẻ an phận hơn rất nhiều hơn nữa lại thấy vị đại tiểu thư này so với trước kia càng chú ý đến việc ăn mặc trang điểm lý vị ương mơ hồ đoán được thứ nhất đại phu nhân chuẩn bị đối phó với mình thứ hai vị đại tỷ này có lẽ muốn lợi dụng mỹ mạo làm vũ khí để làm chuyện gì đó trọng đại một tháng sau lý mẫn phong được thả ra khỏi từ đường trên mặt hắn không còn nhìn ra được sự oán hận với lý vị ương nhưng bên dưới khuôn mặt bình tĩnh vẫn luôn có dòng nước chảy xiết mãnh liệt nạn dân bạo loạn rất nhanh đã được dập tắt chậm rãi đại lịch khôi phục lại sự yên bình nhưng mà sự yên bình này không kéo dài được bao lâu mỗi khi thiên tai xảy ra sau đó đều sẽ có dịch bệnh hoành hành nhất là nơi ở của nạn dân bởi vì sợ hãi loại dịch bệnh này cho nên đem chôn hết những người ngựa trâu bò dê bị bệnh xuống đất hành động này vô ý làm nguồn nước nhiễm khuẩn càng có thêm nhiều người mang dịch bệnh hoàng đế phái đi rất nhiều quan y trị liệu dịch bệnh khu thiên tai tình thế ở đó được khống chế rất nhanh nhưng sau đó không ít quan viên phái ra ngoài quay về kinh đô dịch bệnh lại đi theo lây lan đến tận kinh đô dân chúng phổ thông thường ngày chăm chỉ làm việc khi bị bệnh được quan phủ sai người phân phát dược nên rất mau khỏe chỉ khổ đám quan to quý nhân. Những người này thường ngày tứ chi không sử dụng, ngũ cốc không phân biệt nổi. Một khi sinh bệnh sẽ rất khó khang phục. Trong chiều liên tiếp có ba bốn vị đại thần chết đi. Nhất thời chấn động khắp nơi. Ai ai cũng cảm thấy bất an. Phẩy chấm phẩy chấm, vì thế lý thừa tướng lo lắng không yên. Cả ngày lẫn đêm đều ngủ không an giấc. Đại phu nhân nhìn thấy, cảm thấy, cơ hội đã đến rồi. Ban đêm, lý tiêu nhiên trằn trọc không yên nằm mãi vẫn không ngủ được đúng lúc này đại phu nhân đột nhiên ngồi bật dậy đầu đầy mồ hôi lý tiêu nhiên sửng sốt lại nhìn thấy đại phu nhân dáng vẻ kinh hoàng bất an hỏi kỹ hơn phu nhân bà làm sao thế sắc mặt đại phu nhân hoảng hốt như đang thấp thỏm lo âu ấp úng không nói nên lời lý tiêu nhiên mất kiên nhẫn nói rốt cuộc là làm sao nương theo ánh nến, Lý Tiêu Nhiên mới chú ý tới gương mặt luôn đầy đặn của đại phu nhân trở nên hơi hốc hác. Cầm gầy đi, trong mắt xanh trắng như có bóng ma, đột nhiên thấy lo lắng, tay đại phu nhân nắm thật chặt, cả người run run, thiếp mơ thấy ác mộng, lão ra, thật đáng sợ, chỉ là ác mộng thôi. Lý Tiêu Nhiên lại nằm xuống, hiển nhiên không đặt lời bà ta nói vào trong lòng, đại phu nhân thấy buồn bực, mà kiềm chế lại. Nói tiếp bỗng nhiên mơ thấy vô số người gỗ. Cầm gầy gỗ trong tay. Từ bốn phương tám hướng đánh vào người lão ra. Lý tiêu nhiên vừa nghe xong. Lập tức biến sắc. Nghiêm trang nói. Bà mơ cái gì thế hả? Đại phu nhân bộ dáng khó xử. Một lúc lâu sau. Mới thử thăm dò. Giấc mơ này có phải là điểm báo cho cái gì không? Lý tiêu nhiên không nói gì. Trong lòng có cảm giác bất an. Phẩy chấm phẩy chấm ông đột nhiên nhớ lại hai mươi năm trước lúc hoàng đế vừa mới đăng cơ mùa hè năm đó phát sinh đại họa hạn hán phương sĩ những người cầu tiên học đạo thời xưa cùng vu sư phù thủy đến kinh đô dùng tà đạo mê hoặc dân chúng thậm chí không ít người trong đó làm rối loạn hậu cung dạy cho đám phi tần vu cổ thuật đám phi tần trong hậu cung ghen tị lẫn nhau bực tức lẫn nhau tố giác lẫn nhau vu cáo đối phương dùng vu cổ thuật nguyền rủa hoàng thượng. Bệ hạ giận dữ hạ lệnh kiểm tra toàn thành, chỗ ở phi tần hậu cung, trong nhà dân chúng đều tìm được không ít đồ dùng thực hiện vu cổ. Cung nữ phi tần sau khi nghiêm hình tra tấn thì công khai, thừa nhận bản thân mê tín quỷ thần, sử dụng vu cổ thuật để nguyền rủa hoàng thượng cùng cung nữ phi tần khác, chuyện này còn liên lụy đến cả đám đại thần vô tội chỉ vì một người mà chết mấy trăm người cho nên bệ hạ nghiêm lệnh một khi phát hiện trong thành có người thi hành vu cổ thuật bất luận già trẻ gái trai toàn bộ sử tử hoặc lưu đày hiện giờ đại phu nhân mơ thấy cái này có phải biểu thị cho điều gì không lý tiêu nhiên suy nghĩ như vậy lại tự nhiên nhớ đến gần đây trong thành có dịch bệnh lây lan bản thân thì mất ngủ ngủ không yên đại phu nhân mơ thấy người gỗ đánh vào mình, chẳng lẽ có chuyện gì bất hạnh sắp phát sinh? Suy đoán này làm thần kinh ông căng thẳng lo lắng. Nửa đêm, cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng động thật lớn. Lý Vị Ương bừng tỉnh, Bạch Chỉ lập tức chạy đến xem. Vội vàng nói, "Tiểu thư, là gió thổi làm cửa sổ bật mở thôi, không có gì hết, để nô tỳ đóng lại." Trên trán Lý Vị Ương đổ mồ hôi lạnh, nàng nhẹ nhàng lau đi, sau đó nằm xuống một lần nữa không biết vì sao nàng có một dự cảm xấu một tai họa ngay lập tức sẽ rơi xuống đêm nay mưa gió đầy trời lời ngoài chuyện biên tập vì sao các mẹ kế đều thích dùng vu cổ thuật tiểu tần không phải bà ta thích mà là ta thích biên tập vậy thì nữ chính có phải cũng giống âu dương noãn đào được người gỗ ra không tiểu tần ta cảm thấy đào lên thực ra là một biện pháp ngốc vị ương của chúng ta đang không ngừng tiến hóa s i a s i a s i a -s -i a Âu Dương Noãn là nữ chính trong truyện trùng sinh cao môn đích nữ cùng tác giả tần giản, gạch dưới 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 Thanh Mai, bà, bắt đầu chế độ 3 ngày một chương nhé. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Nhạc đến thỉnh An Đại Phu Nhân. Nhìn thấy sắc mặt bà rất tốt. Đuôi lông mày khoe mắt đều ẩn hiện sự vui vẻ. Nói, mẫu thân, có chuyện gì tốt sao? Đại Phu Nhân cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp động lòng người của Lý Trường Nhạc đương nhiên. Mọi chuyện mẹ đã an bài xong xuôi. Con cứ yên tâm. Trên mặt Lý Trường Nhạc lộ ra sự vui mừng, nàng đoán được Mẫu thân đã giải quyết xong tiểu tiện nhân Lý Vị Ương. Nàng cười nói, "Mẫu thân, con đã sắp xếp vài người, chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động Lý Vị Ương. Không, hiện giờ không được đánh rắn động cỏ. Nhà đầu đáng chết đó rất cảnh giác. Phải biết rằng, người quan trọng là chất lượng mà không phải số lượng." Nhưng mà, Lý Trường Nhạc rất muốn tự tay giáo huấn Lý Vị Ương. Đại phu nhân thản nhiên nói, con nhìn ta làm là được rồi, bà không định nói toàn bộ kế hoạch cho Lý Trường Nhạc biết. Trước kia là không muốn con bé lây dính nhiều chuyện máu me tránh bẩn tay. Hiện giờ thì không hy vọng con bé phân tâm. Việc cấp bách của con là làm thế nào để thái tử điện hạ hoặc thất hoàng tử thích con. Lý trường nhạc nhíu mày, mọi người cả ngày cứ động tí là nói đến thái tử điện hạ. Đại ca nói hắn chỉ là đồ ngu còn cả thất hoàng tử kia nữa. Chỉ sấp xỉ tuổi con, chẳng qua ỷ vào sự sủng ái của bệ hạ mới đứng vững được gót chân. Đại ca còn nói, ngược lại tam hoàng tử không giống với con cháu hoàng gia khác. Làm việc rất có phong thái quân tử. Đại phu nhân nghe xong lắc đầu, đại ca con nói thế mà con cũng tin. Nó đúng là đọc cho lắm sách vào. Tình thế chẳng biết gì hết. Mặc kệ tam hoàng tử lợi hại thế nào hắn vẫn kém xa thái tử cùng thất hoàng tử lý trường nhạc không nói tiếp nhưng khuôn mặt anh tuấn của thác bạt chân vẫn quanh quẩn trong đầu nàng không biến mất nàng thật sự không có hảo cảm gì với thái tử chưa từng gặp mặt cùng thất hoàng tử lạnh nhạt kia sắc mặt đại phu nhân trầm xuống nói mẹ biết con muốn nói gì tam hoàng tử nhìn qua nho nhã lễ độ mẹ nghe nói hắn đặc biệt ân cần với con hỏi thăm con thích thứ gì rồi ngàn dặm xa xôi đem đến mà mẹ vẫn cảm thấy có lẽ hắn có ý đồ khác nói không chừng mục đích là sau khi khống chế được con tiếp theo sẽ khống chế phụ thân con không thể không nói tuy đại phu nhân là hạng nữ lưu nhưng đi theo lý thừa tướng lâu năm cũng có chút nhãn lực nữ nhi của bà nếu gả cho hoàng tử thân thế hiển hách thì danh chính ngôn thuận bước lên hậu vị vì sao phải đi vào con đường mạo hiểm? Thường ngày Lý Trường Nhạc sống an nhàn sung sướng, đã sớm chán ngấy đồ ăn đầu bếp trong nhà làm. Thác Bạt, Trần biết được, lặng lẽ thông qua Lý Mẫn Phong tặng một vị đầu bếp đến. Đầu bếp này có sở trường làm Giang Sơn Quế Hoa thiên tầng cao, cứ tầng tầng lớp lớp, vừa mỏng vừa mềm, trắng nõn trong suốt như ngọc, mềm mà không nát, ngọt mà không ngấy, làm Lý Trường Nhạc yêu thích không ngừng. Ban đầu chỉ có chút tâm tư với thác bạt chân. Hiện giờ đã tăng thêm ba phần. Lý trường nhạc hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, mẫu thân nghĩ nhiều rồi. Tam hoàng tử có lẽ không phải là loại người mẫu thân nói. Giang sơn quế hoa thiên tầng cao ảnh mang tính minh hỏa. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, chỉ sợ con chưa biết suy nghĩ xa hơn luận thân thế. Mẹ đẻ thác bạt chân xuất thân thấp kém kém xa so với thái tử thất hoàng tử nhưng mà hắn luôn dè dặt cẩn trọng cho tới giờ bệ hạ vẫn rất tín nhiệm hắn hoàng hậu cũng đối xử với hắn rất tốt nhìn qua thì có vẻ hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì thái tử nói không chừng là có mưu đồ khác trong lòng lý trường nhạc nhảy dựng nếu như hắn quả thật có ý đồ khác vậy ngày nào đó hắn lên làm hoàng đế đại phu nhân cười lạnh một tiếng nói chỉ là một thằng hề biết nhảy nhót cũng dám si tâm vọng tưởng. Tâm cơ của hắn có thâm trầm thì thế nào? Không bù lại được xuất thân đê tiện. Mẫu tộc không có một ai. Nếu như hắn có mẫu tộc như thất hoàng tử, phụ thân con có khả năng sẽ ủng hộ hắn. Nhưng hắn lại sau đó đại phu nhân đột nhiên nhớ ra điều gì? Trừng mắt nhìn Lý Trường Nhạc. Không phải là con thích hắn rồi đấy chứ. Nói đến cùng, Lý Tiêu Nhiên đã mơ hồ đoán được dã tâm của thác bạt chân nhưng không đồng ý ủng hộ cùng dung túng cho dã tâm của hắn, lại càng không đặt cược lên người hắn. Lý Trường nhạc khẽ a à, một tiếng, mặt đỏ ửng, sẵn giọng ai nói thế chứ? là do đại ca cứ liên tục khen ngợi hắn trước mặt con, cho nên mới đại phu nhân xì một tiếng nói, đại ca con đi ra ngoài học tập cùng hắn, tình cảm tất nhiên tốt, nhưng có những chuyện quá rõ ràng để nhận ra ban đầu phụ thân hướng đại ca tiếp xúc nhiều với thái tử và thất hoàng tử nó lại không đồng ý để nó đi thăm dò ngũ hoàng tử nó cũng không đồng ý mà chúng ta không biết rằng nó cảm thấy những người đó có thế lực mẫu tộc ủng hộ cho dù có đăng cơ cũng chẳng có công lao gì thuộc về nó cho nên muốn đi đường vòng mà không ngẫm lại một thác bạt chân thân đơn thế cô sao có thể đột phá vòng vây còn đừng có tin nó tuổi trẻ mà suốt ngày lông bông. Bóng hình mơ mơ hồ hồ trong lòng lý trường nhạc càng ngày càng trở nên rõ ràng. Miệng lại nhẹ giọng nói, giả, con đã biết, mẫu thân, trong mắt đại phu nhân như chứa một đường ánh sáng, nhạt, rồi biến đổi thành sự khó lường. Giọng nói trầm ổn yên tâm, mẫu thân sẽ tìm hôn phu cho con. Tất nhiên là thiên hạ vô song, trí tôn cao quý, sau khi tử yên chết, bên người Lý Vị Ương chỉ còn lại hai nha đầu tương đối thân cận là Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ chọn ra hai nha đầu nữa thăng lên làm đại nha đầu. Ai ngờ qua nửa tháng, vẫn không có động tĩnh gì. Các nha đầu ma ma trong lòng kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, bởi vì trong phòng nhiều việc, sau khi xin chỉ thị của Lý Vị Ương, Mặc Trúc chọn thấm phương, hồng loa hai nhà đầu nhị đẳng vào phòng hầu hạ nước trà cùng chạy việc. Bởi vì thấm phương trước kia đã từng hầu hạ trong viện đại phu nhân. Lại khá thông minh lanh lợi, cho nên mặc trúc luôn để ý nàng ta. Chỉ sợ nàng ta là do thám đại phu nhân phái tới. Còn Hồng Loa là nữ nhi của lưu quản sự phòng thu chi. Chỉ chờ đến khi đủ tuổi sẽ được đưa ra ngoài đi lập gia đình. Không có can hệ gì đến chủ tử ở viện này cho nên không bị đặc biệt chú ý. Hơn nữa Hồng Loa thận trọng kiên định, không nhiều lời, dần dần được tín nhiệm, số lần đi lại trong phòng cũng nhiều hơn. Buổi tối hôm nay, là Bạch Chỉ và Hồng Loa hầu hạ. Trước khi đi ngủ, Lý Vị Ương thấy khát nước, gọi người rót trà. Bạch Chỉ rất thích nha đầu Hồng Loa không nhiều lời cũng rất có năng lực. Nên cố ý để nàng ta đi lại nhiều trước mặt chủ tử. Tương lai được ra ngoài chủ tử cũng cho thêm chút ân điển. Cho nên để nàng ta đi vào rót trà cho tiểu thư. Hồng Loa cúi đầu, Lý Vị Ương vô tình nhìn về phía cánh tay nàng ta. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Lý Vị Ương đã phát hiện có chỗ quái dị. Thường ngày Hồng Loa mộc mạc, ngoại trừ trâm cài theo quy định thường đeo, thì trên người không có thêm trang sức gì đặc biệt, nhưng mà hôm nay trên cổ tay nàng ta lại đeo một chiếc vòng ngọc chuyện này cũng không có gì kỳ quái mà kỳ quái ở chỗ nàng ta giấu vòng ngọc thật sâu trong tay áo nếu không phải lý vị ương dựa vào gần sát thì vòng ngọc kia tuyệt đối không bị người ngoài nhìn thấy lý vị ương đã từng nhìn qua vô số chân bảo tất nhiên nhận ra vòng tay này không phải tầm thường cả khối xanh biếc nhìn không có một khuyết điểm nào ban đêm tỏa ra ánh sáng trong suốt nàng nhớ lại mặc trúc đã từng nói qua phụ thân hồng loa là một tiểu quản sự ở phòng thu chi trong nhà còn hai huynh trưởng đều đang chờ đón dâu nên đem hồng loa hứa gả hy vọng có thể tăng thêm số lễ hỏi gia đình như vậy sẽ để nữ nhi mua vòng ngọc chân quý sao chớp mắt trong đầu lý vị ương có vô số ý nghĩ chạy qua nhưng trên mặt không hề biến đổi nằm xuống như bình thường xoay người nghe tiếng hồng loa nhẹ tay nhẹ chân lui xuống, mắt lại mở ra, có phải mình quá đa nghi rồi không? Có lẽ là phù quân tương lai nàng ta tặng. Sáng sớm tinh mơ, Lý Vị Ương tỉnh giấc, thấy biểu cảm của Hồng Loa vẫn rất bình thường. Sau đó tìm cớ sai nàng ta ra ngoài, gọi Mạc Trúc và Bạch Trì tới hỏi. Mạc Trúc trả lời, ban đầu mẹ Hồng Loa hứa gả nàng ấy cho người ta. Sau này không biết vì sao, hôn sự không thành. Cho nên cha nàng ấy cầu quản gia để Hồng Loa ở lại trong viện. Qua chuyện Tử Yên, Bạch Chỉ có vẻ rất cảnh giác, "Tiểu thư, có phải người hoài nghi Hồng Loa?" Lý Vị Ương lắc đầu, "Chỉ một chiếc vòng ngọc chân quý thì nói lên được gì? Nhưng mà, bạc của Hồng Loa tiêu hàng tháng còn không đủ, lại rất ít có cơ hội ra khỏi Lý gia. Phòng mình thì không bị mất gì cả, vòng tay này không phải trộm được, vậy thì từ đâu đến?" Lý Vị Ương nói, hai người coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu nàng ta không có vấn đề thì tốt. Nếu có vấn đề, nhất định phải lấy cho được tang chứng. Nói thật, nàng không hy vọng trong viện xuất hiện thêm từ yên thứ hai. Nhưng trên đời này mọi chuyện đều như thế. Người càng không muốn nó phát sinh, thì nó càng có thể trở thành hiện thực. So với tử yên từ xa mới đến, thì hồng loa lớn lên ở lý gia làm việc càng thêm cẩn trọng minh mẫn có thể nói là một nha đầu thông minh mà càng thông minh càng dễ sơ sẩy vì tự tin quá mức nếu nàng ta không đeo vòng ngọc kia lý vị ương sẽ không phát hiện ra nhưng nữ nhân trên đời này chỉ cần nhìn thấy đồ trang sức xinh đẹp quý giá cho dù là giấu nó sâu trong quần áo cũng muốn đeo lên người để có được cảm giác cái đẹp hồng loa dù sao cũng là một nữ nhân Nàng ta không thể chịu đựng được khi chơ mắt đứng nhìn trang sức xinh đẹp. Cho nên mới quyết định mạo hiểm. Về sau, Hồng Loa cẩn thận nhớ lại vẻ mặt Lý Vị Ương đêm hôm đó. Thì toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cuối cùng không dám đeo vòng tay kia nữa. Lúc hầu hạ Lý Vị Ương cũng rất tận tâm tận lực. Ba ngày sau, Bạch chỉ đến bẩm báo tiểu thư. Nô tỳ luôn lẳng lặng theo dõi nàng ấy. Mà nàng ấy làm việc cẩn thận không tiếp xúc với người ngoài. Không có gì dị thường cả. Lý Vị Ương gật đầu. Nói, có lẽ là nàng ta đã nhận có điều bất thường. Bạch chỉ lắp bắt kinh hãi. Có chút lo lắng nói, có phải do nô tỳ không cẩn thận để lộ sơ hở. Lý Vị Ương lắc đầu. Nói, giảo hoạt như hồ ly khi đến lúc sẽ lộ đuôi ra thôi. Chờ xem đi, Lý Vị Ương nói không sai. Hồng loa đợi thêm ba ngày không thấy tiểu thư có gì khác thường. Cảm thấy mình đã đa tâm, rốt cuộc bắt đầu hành động. Ban đêm, Bạch chỉ cùng một ma ma phụ trách gác đêm bên ngoài bắt được hồng loa đang lén lút trong sân. Bạch chỉ phân, phó người bịt miệng nàng ta lại. Tự mình áp giải đến trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bộ dáng run run của hồng loa. Nở nụ cười, sao phải sợ hãi như vậy? Bạch chỉ tiến lên, Tháo mảnh vải bịt miệng hồng loa ra, hồng loa lập tức nói: "Tiểu thư, không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì?" Lý Vị Ương thấy nàng ta cố ý thể hiện bộ dáng không làm gì sai, cười nhẹ, nói: "Ta đối xử với ngươi không bạc bẽo, vì sao phản bội ta?" Hồng loa mở miệng, nhưng không nói gì cả, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lý Vị Ương biết hồng loa không như Tử Yên không có kinh nghiệm tranh đấu bởi vì tử yên mới từ bình thành tới xem nhiều các vở kịch truyền lưu bên ngoài vẫn mang mộng đẹp bay lên làm phượng hoàng nhưng hồng loa sinh ra ở lý gia nàng ta hiểu rất rõ những nô tỳ vướng vào tranh đấu hậu viện nhất định không có kết quả tốt chắc chắn sẽ không vì chút dụ hoặc mà phá hủy tiền đồ nhất định đại phu nhân đã nắm được nhược điểm gì đó của hồng loa vừa đấm vừa xoa nghĩ đến đây Giọng nói của Lý Vị Ương dịu dàng đi, hồng loa. Năm nay ngươi mới 15 tuổi. Đúng lúc tuổi xuân tê đẹp. Ta thường than tiếc, than tiếc cho hồng nhan bạc mệnh. Rồi than tiếc rằng chúng ta là nữ tử. Chỉ đi sai một bước sẽ chậm trễ cả đời. Cho nên thân là nữ tử hẳn phải quý trọng bản thân mình. Hồng loa, đừng chỉ lo trước mắt. Nếu lo hãy lo cho cả đời. Hồng loa khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương. Sắc mặt trắng bệch. Cả người cứng đờ như tượng gỗ điêu khắc. Lý Vị Ương thở dài. Bạch chỉ nói, "Hồng Loa, tiểu thư cho ngươi cơ hội nói thật, là đang cất nhắc ngươi. Vừa rồi ta rõ ràng thấy ngươi chôn cái gì ở bên kia. Đã sai người đi đào, không bằng ngươi thành thật nói ra. Đây chính là cơ hội để ngươi lập công chuộc tội." Sắc mặt Hồng Loa biến đổi, nhìn đôi mắt trong trẻo như nước của Lý Vị Ương, nhất thời trầm mặc lý vị ương chậm rãi nói hồng loa ngươi là người cẩn thận làm việc gọn gàng linh hoạt ta vẫn luôn coi trọng ngươi hai ngày trước bạch chỉ còn đề cập với ta muốn thăng chức cho ngươi lên làm nha đầu nhất đẳng rốt cuộc vì sao ngươi tự hủy đi con đường của mình nếu ta bị lật đổ ngươi là nha đầu của ta tương lai còn có chỗ tốt để đi sao hồng loa cúi đầu thật lâu sau vẫn không nói một chữ Lý Vị Ương biết trong nội tâm nàng ta đang đấu tranh kịch liệt. Không thúc giục, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng cát chảy. Từng hạt từng hạt trôi xuống. Cát dùng để tính thời gian. Cả người hồng loa đã đầy mồ hôi. Cuối cùng cũng đến lúc nàng ta mở miệng. Gần như không nghe rõ tiếng của chính mình, nô tỳ sai rồi. Tiểu thư, xin hãy cho nô tỳ một con đường. Sống, Lý Vị Ương ra hiệu cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ hiểu ý đi sang bên cạnh lấy ra một hộp nhỏ. Bạch chỉ nhét hộp đó vào người hồng loa. Trong hộp, là ngân phiếu 500 lượng. Hồng loa chấn động, Lý Vị Ương nói, chỗ ngân lượng đó nếu không đủ để giải quyết vấn đề của ngươi. Bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Hồng loa cầm hộp, đột nhiên hai tay run lên. Nước mắt chảy xuống liên tiếp. Nàng lấy tay lau nước mắt. Nói, tam tiểu thư. Tội nô tỳ vạn lần đáng chết nhưng nô tỳ thật sự không thể làm khác được. Ba năm trước mẹ nô tỳ sinh bệnh, cha không còn cách nào. Cầm sổ sách lén trộm một trăm lượng bạc xem bệnh cho mẹ. Sau này đại phu nhân bắt được nhược điểm của ông, nói muốn đưa ông ra quan phủ xử tội theo pháp luật. Phụ thân lớn tuổi, lại bị bệnh ở chân. Nô tỳ thật sự bị bắt buộc, mới làm ra loại chuyện này. So với những gì Lý Vị Ương đoán thì cũng không khác là mấy nàng thở dài nói hồng loa ta không làm khó dễ ngươi ngươi cầm hộp này dẫn cha rời khỏi đây đi đừng để bị đại phu nhân tìm được bạch chỉ nhíu mày tiểu thư người sao có thể thả nàng ta đi như thế đây không phải là thả hổ về rừng sao lý vị ương phất tay thể hiện tâm ý đã định hồng loa không ngờ lý vị ương sẽ đối đãi với nàng như vậy nước mắt vẫn chưa ngừng chảy nàng cảm tạ ân điền đứng lên đi ra ngoài, đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, cả người như cứng đờ trước cửa, lưng cũng run nhẹ nhẹ, sau đó nàng ta quay đầu thật mạnh, quỳ gục dưới chân Lý Vị Ương, khóc nỉ non, tiểu thư, nô tỳ thật có lỗi với tiểu thư, nếu nô tỳ cứ rời đi như vậy, cả đời sẽ không thể an tâm, đại phu nhân phân phó nô tỳ chôn người gỗ trong viện của tiểu thư chôn tổng cộng bảy cái 7. Lý Vị Ương ngẩn người. Lập tức lắc đầu, đại phu nhân đúng là rất coi trọng mình. Đã chôn là chôn liền bảy cái. Trong lòng Bạch chỉ thấy sợ hãi. Nếu hôm nay hồng loa liều chết không nói. Hoặc cứ như vậy rời đi. Cho dù đào được một cái. Thì sáu cái còn lại cũng sẽ đẩy tiểu thư vào chỗ chết. Nàng mồ hôi lạnh đầy đầu. Mình đúng là rất sơ sót. Tiểu thư cũng thế. Sao có thể thả hồng loa đi như vậy? nghĩ đến đây nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó ngẩng đầu nhìn lý vị ương trong nháy mắt nàng hiểu ra được dụng ý của tiểu thư lý vị ương đã nhìn ra được tính cách cùng sự dao động của hồng loa chắc chắn nàng ta sẽ thành khẩn nói ra tất cả bạch chỉ suy nghĩ cẩn thận điều này không khỏi thấy líu lưỡi tâm tư tiểu thư đúng là phức tạp nàng không thể nhìn thấu được chút nào nô no thì biết đây là chuyện thương thiên hại lý rồi sẽ gặp báo ứng nhưng không dám làm trái ý của đại phu nhân vì sợ người khác phát hiện mỗi ngày đến ban đêm nô tì mới hành động bảy người gỗ ngoại trừ cái dưới tàng cây thì dưới chân tường đông nam tây bắc mỗi nơi có một cái một cái ở dưới giường tiểu thư còn cái cuối cùng sắc mặt hồng loa hơi đỏ lên cuối cùng mới nói cái cuối cùng bị nô tì giấu ở bụi cỏ phòng sau lý vị ương mỉm cười đại phu nhân vừa ra tay, đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ nàng chết như thế nào cũng không biết. Người gỗ sao, chính là vu cổ thuật. Nàng hỏi Hồng Loa, còn ai khác làm việc cùng ngươi không? Hồng Loa lắc đầu, nói, nô tỳ không biết. Lý Vị Ương gật đầu, nói, vậy thì từ hôm nay trở đi. Ngươi tiếp tục giả bộ không biết chuyện gì hết. Hồng Loa chấn động, ngẩng đầu nói, tiểu thư. Người còn giữ nô tỳ lại sao? Lý vị ương cười, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại. Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Đối xử với ngươi như lúc trước. Nàng có gan thu lưu một người đã từng phản bội mình. Không phải là tự tin quá mức. Mà là nắm được chỗ uy hiếp của đối phương. Hồng loa này, vẫn còn có lương chi. Bạch chỉ dẫn hồng loa xuống. Mặc trúc rè giặt nói, tiểu thư. Người xem hiện giờ nên làm gì? Có nên đi bẩm báo lão phu nhân không? Mặc chúc là người lão phu nhân ban cho. Nói ra lời này cũng không có gì kỳ quái. Lý vị ương lắc đầu. Thản nhiên nói, lão phu nhân tuổi đã lớn. Không kinh động người vẫn tốt hơn. Người nói xem, mặc chúc mím môi. Cuối cùng hạ quyết tâm, giả. Dạ. Mọi chuyện nô tỳ đều nghe theo tiểu thư. Nàng đã đi theo tiểu thư. Tương lai cả đời sẽ phải hầu hạ tiểu thư người chân chính nắm giữ sinh tử của nàng chính là tiểu thư. Những thư khác không thể để ý quá nhiều. Tìm những người gỗ hồng loa nói lý vị ương phân phó. Dạ, nô tỳ sẽ lén vứt đi. Mặc trúc nghe lời. Không, giữ lại tất cả. Gọi dung nhi trong viện mẹ ta đến đây. Lý vị ương mỉm cười trả lời. Mặc trúc sừng sốt. Dung nhi đó không phải là nha đầu từng giả truyền tin tức của thất di nương dẫn lý vị ương đến hậu hoa viên gặp cao tiến sao chỉ chốc lát sau dung nhi nơm nớp lo sợ bước vào vừa nhìn thấy lý vị ương thì lập tức quỳ xuống qua chuyện lần trước nàng cho rằng tam tiểu thư tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ai ngờ mọi chuyện gió êm sóng lặng ngay tại lúc nàng hô to may mắn thì lý vị ương lại chịu kiến nàng dung nhi đi theo thất di nương có phải cảm thấy rất oan ức không? Lý Vị Ương mỉm cười. Thong dong hỏi, sắc mặt Dung Nhi hơi đổi, cúi đầu nói, nô tỳ vụng về. Thất di nương khoan dung độ lượng, có thể đi theo người, là phúc khí nô tỳ tu luyện mấy, đời mới có được. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, ân huệ đại tiểu thư hứa cho ngươi hẳn là không nhỏ. Bằng không sao ngươi dám dùng danh nghĩa thất di nương hẹn ta ra ngoài. Dung Nhi vừa nghe xong quỳ dạp trên mặt đất, giọng nói cũng phát run. Nô tì, nô tì, giọng nói của Lý Vị Ương đột nhiên biến thành lạnh lẽo. Nói, ngươi hẳn chưa quên chuyện mình đã làm chứ. Dung Nhi thấy sắc mặt lạnh lùng của Lý Vị Ương, sợ tới mức mặt dán xuống đất, không dám động đậy. Một lúc lâu sau mới nỉ non khóc, nô tì, nô tì thật sự trung tâm với thất di nương. Thật sự không biết chuyện, chuyện làm trái chủ tử gì cả thấy họa mi đã bị xử trí. Chết không thể đối chứng đây mà. Lý vị ương mỉm cười. Nói, cho ngươi nói. Ngươi không nói. Đến lúc không để ngươi nói. Muốn nói cũng đã muộn. Tuy Dung Nhi đang sợ hãi. Nhưng lá gan khá lớn nói, nô tỳ thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Đột nhiên Lý Vị Ương ném ly trà xuống đất, nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ nói, quỷ lên. Dung Nhi cắn răng quỳ xuống đống mảnh sứ vỡ của ly trà. Sự đau đớn đến tan lòng nát dạ truyền từ đầu gối lên. Nước mắt lập tức chảy ra khỏi hốc mắt. Có gan bán đứng chủ tử. Tất nhiên phải chịu trừng phạt mặc trúc lạnh lùng nói. Nàng không đồng tình chút nào với Dung Nhi. Nếu lúc trước Lý Vị Ương thật sự bị nàng ta hãm hại. Hiện giờ đã sớm rơi vào kết cục sống không bằng chết. Một nô tỳ như vậy chết không luyến tiếc, Lý Vị Ương thản nhiên nói, rót trà cho Dung Nhi đi. Dung Nhi sửng sốt, tam tiểu thư nói lời này, là có ý gì, mặc trúc hiểu ý, cúi đầu lấy một ly trà trống không đặt vào lòng bàn tay Dung Nhi. Cầm lấy, đổ ra một giọt, đừng mong đứng lên, tay Dung Nhi cầm ly trà, cực kỳ sợ hãi, mặc trúc cầm lấy bình nước sôi, chậm rãi rót vào chén. Dung Nhi thật sự không hiểu lý vị ương làm như vậy là có ý gì. Bỗng thấy nước sôi trong ly trà nóng bỏng, càng lúc càng phỏng tay. Dung Nhi cắn răng, cảm thấy đầu ngón tay truyền đến đau đớn, trên trán đầy mồ hôi. Nàng kiên trì, cố gắng chịu đựng, không ngờ mặc trúc lại đổ nước sôi vào chén, đổ đến đầy chén để nàng cầm lấy. Lúc này cả chén nóng lên, hơn nữa còn tràn đầy. Chẳng bao lâu đã cảm thấy bỏng tay cả cánh tay và toàn bộ thân thể run run kịch liệt nóng sao một lát sau lý vị ương nhàn nhạt hỏi không không nóng dung nhi liên tục trả lời tốt lắm không nóng thì đổi chén khác lý vị ương nói mặc chúc đi ra ngoài chỉ chốc lát sau cầm khay tiến vào trên khay là một ly trà bằng đồng đã nung đỏ dung nhi quỳ trên mặt đất cả người run run sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh Lúc này nàng đã không biết là đầu gối đau hơn hay ngón tay đau hơn. Chén sứ đã nóng như thế. Nếu thay bằng chén nung đỏ, nhất định bàn tay sẽ ra chóc thịt bong. Dung Nhi khóc kể nói, tiểu thư tha mạng. Nô tỳ không dám nữa. Lý Vị Ương trầm giọng nói, là ai lệnh cho người truyền giấy. Dung Nhi run lên, nước mắt lưng tròng, dập đầu thật mạnh nhận sai, dạ, là nha đầu đàn hương bên người đại tiểu thư một ngày trước khi nô tỳ đến hầu hạ thất di nương đàn hương gọi nô tỳ ra thưởng cho nô tỳ không ít vàng bạc buộc nô tỳ đáp ứng làm theo lệnh đại tiểu thư nô tỳ chỉ nhất thời hồ đồ cầu xin tam tiểu thư tha thứ cầu xin tam tiểu thư tha thứ nói sớm không phải xong rồi sao lý vị ương mỉm cười nói dung nhi ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội không trải qua vụ vừa rồi Dung Nhi cảm thấy tam tiểu thư cực kỳ đáng sợ. Nàng sợ hãi nhìn Lý Vị Ương. Gật đầu, nói, nô tỳ nô tỳ nhất định lấy công chuộc tội. Mọi thứ an bài ổn thỏa xong. Mặc chúc nói nhỏ, chuyện tiểu thư muốn làm. Chúng nô tỳ đều có thể làm. Để nàng ta làm, không cẩn thận lại thành tai họa. Lý Vị Ương khẽ cười. Ánh mắt lúc này lại sáng kinh người, cho dù các ngươi đi. Nhưng để đối phương chịu tin mới là việc khó mắt hạnh của Mạc Trúc nhướng lên. Vạn nhất Dung Nhi lại để lộ tin tức thì sao? Ngón tay Lý Vị Ương nhẹ nhàng gõ lên ly trà. Sau đó thản nhiên nói, lần trước nàng ta không thành công. Sớm đã là đồ bị vứt bỏ. Hiện giờ nhược điểm lại ở trong tay ta. Nếu như phản bội, sau đó, nàng khẽ nhếch bờ môi. Lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Còn một chuyện, nô tỳ luôn không rõ, mặc Trúc do dự. Lúc trước sao tiểu thư biết Dung Nhi giả danh nghĩa di nương? Lý Vị Ương nhìn sắc trời nặng nề. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy, mẫu thân ruột thịt hẳn sẽ yêu con gái như chân bảo. Hôm đó trời mưa to không ngừng trong thư lại nói nhất định phải hẹn ta ra ngoài gặp mặt. Đây không phải là chuyện mẹ ruột sẽ làm. Bỗng chốc mặc trúc hiểu ra. Nói tiểu thư đúng là rất cẩn thận. Là người đã chết một lần. Nếu còn không biết rút kinh nghiệm bị người ta hại chết cũng là đáng. Nụ cười của Lý Vị Ương, nháy máy biến thành lạnh lẽo. Nửa đêm, Tứ Di Nương đến, gõ cửa phòng Lý Vị Ương. Bạch chỉ mở cửa, Tứ Di Nương mặc áo váy màu xanh nhạt mộc mạc, đi giày theo uyên ương màu đỏ. Lúc đi lại mang theo sự kiều mị của nữ tử không thường thấy ở độ tuổi này. Bà nhẹ nhàng cúi người về phía Lý Vị Ương, thỉnh an huyện chủ. Chỉ một câu nói lý vị ương đã nở nụ cười tứ di nương là người thông minh hiếm có trong nhà này nàng thản nhiên nói không biết di nương có chuyện gì đến gặp ta vội vã như vậy sắc mặt tứ di nương bỗng nhiên thay đổi tâm tình không yên ánh mắt có chút mơ hồ lập tức mắt bà dừng trên người lý vị ương quyết tâm nói huyện chủ hôm nay nửa đêm ta đến thật sự là bất đắc dĩ lý vị ương trầm mặc một lát Nói, muốn nói gì, di nương không ngại nói thẳng. Tứ di nương gật đầu. Phần phó tâm phúc bên người, dẫn nhà đầu kia vào. Một nhà đầu thất tha thất thểu bị đẩy vào. Bỗng chốc té xuống đất. Bụi đất bám khắp mặt. Búi tóc tán loạn. Quỳ mà cả người run rẩy Đúng là dung nhi. Lý vị ương lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Nói, sao lại là ngươi? Dung nhi cúi đầu. Bộ dáng run run. Phẩy chấm phẩy chấm tứ di nương người có ý gì vậy lý vị ương nhướng mày tứ di nương cười nói huyện chủ nhà đầu kia huyện chủ còn nhận ra chứ nàng ta là dung nhi bên người thất di nương lý vị ương nhàn nhạt nhìn tứ di nương biểu cảm cười như không cười hơn nửa đêm di nương có ý gì đây trên mặt tứ di nương bao phủ bởi một tầng xương lạnh nói nhà đầu kia nửa đêm lén lút đến viện ta chôn thứ gì đó không may bị nha đầu của ta phát hiện. Huyện chủ đoán nàng ta đang chôn thứ gì? Lý Vị Ương chớp chớp mắt, nói, Dung Nhi, nửa đêm ngươi không ngủ được, chạy đến viện của tứ di nương làm gì? Dung Nhi cúi đầu càng thấp, trong lòng oán thầm, kỹ thuật diễn kịch của tam tiểu thư thật tốt, không phải tiểu thư bảo ta đi sao? Nhưng những lời này đương nhiên nàng sẽ không nói ra, chỉ len lén véo chân mình, nước mắt không ngừng rơi xuống đột nhiên tứ di nương có chút phiền chán cho thử tới thử lui này. Bà nhếch khóe môi, nhà đầu kia chôn cái này, nói xong. Bà đặt một người gỗ cạnh chân Lý Vị Ương. Bên trên viết rõ ràng một chuỗi số. Lý Vị Ương nhặt lên nhìn thấy. Đúng là ngày tháng sinh của Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn thoáng qua. Sau đó nâng mắt nhìn về phía Dung Nhi, ngươi thật to gan. Dung Nhi run run nói không ra lời tứ di nương cười lạnh một tiếng nói huyện chủ người đừng giả bộ nữa đây còn không phải là chuyện tốt mẹ ruột người làm bà ấy muốn lợi dụng vu cổ thuật để oan uổng ta lý vị ương như bị kinh hãi sau đó lại nở nụ cười tính cách thất di nương như thế nào chỉ sợ lý ra không ai không biết nếu bà có tâm cơ thủ đoạn thế này thì không đến mức để ta phải lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm bản thân cũng sẽ không bị đuổi đến Nam Viện. Huống chi, bà vốn không được sủng ái. Nếu như vì ghen tị mà mưu hại ai, thì cũng nên đến viện của Đại Phu Nhân hoặc Lục Di Nương mới đúng. Người nói có đúng không? Lời này của Tứ Di Nương, chính người cũng không tin thì phải. Lục Di Nương vương đậu khấu, dùng mạo tú lệ, phong tư yểu điệu, đa tài đa nghệ, gần đây dường như còn vượt qua cả Tứ Di Nương nói ra lời này sắc mặt tứ di nương nhất thời biến đổi cũng có thể là huyện chủ người làm tứ di nương lạnh lùng nói lý vị ương cười lạnh một tiếng nói nếu di nương đã nghĩ như thế vậy thì người phía sau sai dung nhi đến chôn người gỗ này càng cảm thấy vui mừng mời người trở về đi tiễn khách lý vị ương đứng lên huyện chủ sao ta có thể không tin huyện chủ chứ vừa rồi chỉ đùa với người thôi giọng điệu tứ di nương có điều ám chỉ cho dù ta ngu ngốc cũng biết nếu nói huyện chủ hoặc thất di nương đứng đằng sau tuyệt đối sẽ không để nha đầu bên người mình đi làm loại chuyện này đây tất nhiên là vu oan giá họa ngón tay bà xoay xoay những hạt trâu trên vòng tay ta biết phía sau nhất định có người sai khiến người đó muốn xem chúng ta tranh chấp lẫn nhau hỏng ngư ông đắc lợi bà thở dài một tiếng trong mắt màu hổ phách lộ ra sự gian xảo, nếu ta thật sự tin rằng hai người phái nhà đầu kia đi. Thì tối hôm nay ta đã không đến chỗ này. Tứ di nương thông minh thì có thông minh, nhưng thích nhất tự cho mình là thông minh. Trải qua sự quan sát lâu dài, Lý Vị Ương đã thăm dò được tính cách cùng bản tính của bà. Nhiều năm qua tứ di nương luôn chèn ép thất di nương. Rất hiểu biết tính cách yếu đuối của thất di nương chắc chắn thất di nương không dám làm chuyện này tất nhiên sẽ nghĩ đến những người khác điều lý vị ương muốn chính là như vậy tứ di nương cười híp mắt thế thôi trên thực tế bà cũng có cơ sở ngầm đương nhiên biết dung nhi cùng nha đầu đàn hương bên người đại tiểu thư là bạn đồng hương trước kia quan hệ rất thân thiết gần đây đột nhiên bất hòa cho nên nhanh như vậy bà đã tìm đến cửa lý vị ương nhìn bà ta chậm rãi nói, người phía sau là ai? Có mục đích gì? Tứ Di Nương nhất định đã rõ ràng. Cần gì phải tới hỏi ta? Tứ Di Nương ngân nga, huyện chủ nghĩ lại xem. Thật ra mục đích của người đó không chỉ để hãm hại ta. Mà chỉ sợ sau khi đẩy ta vào chỗ chết, bà ta lập tức tra ra nguồn gốc trên người Dung Nhi. Rồi lôi kéo thất Di Nương vào. Cuối cùng còn đem nước bẩn hắt đến người huyện chủ. Đến lúc đó bà ta sẽ nói, là huyện chủ oán hận mẹ đẻ không được sủng ái, lại từng vì chuyện của ngũ tiểu thư mà kết thù kết oán với ta. Cho nên mới dùng vu cổ thuật hại ba mẹ con chúng ta. Sức tưởng tượng của tứ di nương, đúng là rất phong phú. Bạch chỉ không nhịn được muốn cười, nhưng thấy Lý Vị Ương bộ dáng nghiêm trang, như đang dần dần tin tưởng lời tứ di nương nói, thì gắng sức nhịn xuống. Trong giọng nói của Lý Vị Ương lộ ra ý lạnh dày đặc. Nói, Tứ Di nương đã nhận ra mọi chuyện, tiếp theo chuẩn bị làm gì đây? Tứ Di nương lạnh lùng nói, người ta đã muốn hại chúng ta. Chúng ta sao có thể ngồi chờ chết? Ta là một phu nhân không có chủ ý, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tam tiểu thư nghĩ ra chủ ý thôi. Lý Vị Ương nhìn Tứ Di nương, đột nhiên cười nhàn nhạt, nói, Di nương đã đến đây thì phải bàn bạc kỹ hơn mới tốt trên mặt tứ di nương hiện ra nụ cười ngọt ngào nói huyện chủ chỉ sợ người ta không chịu cho chúng ta thời gian bàn bạc kỹ hơn đâu cẩn thận nhìn trước ngó sau quá mức ngược lại sẽ thành thiếu quyết đoán tứ di nương nói xong liếc mắt nhìn dung nhi nhà đầu kia dứt khoát bảo thất di nương lấy lý do thất trách để trừng trị đây là muốn mạng của dung nhi mượn cơ hội diệt khẩu lý vị ương nhìn vẻ mặt hoảng sợ của dung nhi thản nhiên nói đừng đánh rắn động cỏ tạm thời không thể động đến nàng ta ta có biện pháp để nàng ta im miệng người cứ yên tâm tứ di nương gật đầu nói trong lòng huyện chủ đã có chủ ý lý vị ương cười nói chuyện này quá đột ngột ta còn phải cân nhắc thêm để ta nghĩ kỹ đã ngày mai sẽ đưa câu trả lời thuyết phục cho di nương tứ di nương cảm thấy mỹ mãn rời đi Hôm sau, đúng hẹn đến, hai ngày sau, Lý Trường Nhạc vẫn như thường ngày đúng giờ đến xong Nguyệt Các thăm non Lý Thường Hỷ. Còn chưa bước vào cửa đã thấy tiểu nha đầu bưng một chén ngọc màu xanh đi ra. Lý Trường Nhạc tò mò, hỏi, hiện giờ không sớm cũng không muộn, ngủ muội ăn gì thế? Nhà đầu kia phát hoảng, tay run lên, mặt đỏ tai hồng nhìn Lý Trường Nhạc nói không ra lời vừa hay tứ di nương từ trong phòng đi ra nhìn thấy tình cảnh này mới thấp giọng trách cứ nhà đầu chết tiệt kia sao lại chạm phải đại tiểu thư còn không mau lui xuống tiểu nha đầu chạy nhanh xuống lý trường nhạc nhíu mày nói di nương có ý gì đây không muốn để ta nhìn thấy sao trên mặt tứ di nương hiện ra một tia xấu hổ cười làm lành đại tiểu thư đây là bách hoa phủ dung lộ, di nương trăm phương nghìn kế nhờ người tìm được. Nghe nói là phương thuốc tốt nhất để tẩy sẹo dưỡng dung. Dùng để trị vết thương trên mặt ngũ tiểu thư. Không đáng tiền, người đừng để trong lòng. Lý trường nhạc cười, biết tứ di nương khó đối phó. Chỉ cười nói, di nương khỏi cần khẩn trương. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, nói xong. Đi cùng tứ di nương vào phòng. Lý thường hỉ đang cầm gương soi mặt. Lý Trường Nhạc nói, ngũ muội Lý Thường Hỷ quay đầu lại. Vừa mới thoa phấn, vết sẹo thoạt nhìn không quá rõ ràng. Nàng ta lộ ra vẻ tươi cười nói, đại tỷ đến rồi. Mau ngồi đi, Lý Trường Nhạc, cười nói, ta có lời muốn nói với muội sau đó quay đầu nói với Tứ Di Nương. Di Nương trở về đi, Tứ Di Nương có vẻ trần trừ thật lâu, quay tới quay lui không muốn đi, chỉ sợ Lý Thường Hỷ nhỡ miệng nói ra gì đó. Lý Trường Nhạc nhìn thấy, càng cảm thấy tò mò. Lý Thường Hỷ hoàn toàn không hiểu gì cả. Nói, Di Nương, còn chuyện gì nữa sao? Tứ Di Nương chừng mắt nhìn nàng ta một cái. Lắc người rời đi, Lý Trường Nhạc cẩn thận đánh giá vết thương trên mặt Lý Thường Hỷ. Nói, khuôn mặt của muội muội hình như tốt hơn nhiều rồi. Theo bản năng Lý Thường Hỷ sờ lên vết sẹo trên mặt. Thật ra cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu chỉ là so với vết thương ban đầu thì đỡ hơn nhiều, ít nhiều cũng nhờ Di Nương tìm được mới nói một nửa. Nàng ta đột nhiên nhớ tới lời tứ Di Nương dặn dò, lập tức im miệng, cười nói, "Vừa rồi tỷ tỷ có gì muốn nói sao? Con người chính là như thế, người càng giấu giếm, nàng ta sẽ càng muốn biết." Lý Trường Nhạc nhíu mày, nói, "Muội muội, muội đừng gạt ta nữa. Vừa rồi ta đã nhìn thấy" trong cái chén kia có gì đó. Lý thường hỉ lộ ra vẻ mặt giật mình, có chút bất an, nói, đại tỷ đừng nói với người khác, bằng không sau này sẽ không còn đồ tốt để ăn. Lý trường nhạc ngẩn người, nói, rốt cuộc đó là cái gì vậy? Nàng không tin bách hoa phù dung lộ gì tứ di nương nói. Nếu như đúng là thứ đó, cần gì phải ăn thần bí như vậy? Lý thường hỉ do dự nửa ngày, cho đến lúc lý trường nhạc giả bộ tức giận nàng ta mới ấp ốm nói, là nhau thai. Lý trường nhạc hoàn toàn ngây ra. Thất thanh nói, thư đó thư đó, muội muội Sắc mặt Lý thường hỉ bỗng chốc trở nên rất khó coi. Nàng ta quỳ mạnh xuống đất. Nói, đại tỷ, muội không còn cách nào khác. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Vết sẹo trên mặt muội càng lúc càng nhạt đi. Tiếp tục ăn thêm một thời gian. Đại khái sẽ khỏi hắn. Cầu xin tỷ đừng nói với người khác đôi mắt đẹp trong suốt của lý trường nhạc dao động trên mặt lý thường hỉ nghĩ đến mẫu thân nói qua nhà đầu kia giữ lại còn có chỗ dùng đến cuối cùng mím môi nói đứng lên đi lý thường hỉ nơm nớp lo sợ nói đại tỷ tỷ tha thứ cho muội rồi sao lý trường nhạc thở dài nói còn không mau đứng lên lúc này lý thường hỉ mới nhanh chóng đứng lên tươi cười đầy mặt nói đại tỷ tỷ không biết thôi Thứ này tuy mùi rất ghê tởm, nhưng dùng lâu dài chẳng những da trong suốt nhãn nhụi, còn có thể bảo trì thanh xuân. Nghe nói các nương nương trong hậu cung đều dùng nó để dưỡng nhan mỹ dung đấy. Lý Trường Nhạc nghe xong mặt đỏ lên, nói, đừng có nói bừa. Lý Thường Hỷ cắn răng, nói, nếu đại tỷ không tin, tự tỷ thử một lần sẽ biết. Lý Trường Nhạc sửng sốt, bất giác nói, nói hưu nói vượn gì thế sao ta có thể chạm vào thứ đó? Sau đó, nàng ta vội vàng đứng lên, nói, chuyện này, không được nhắc lại nữa. Lý thường hỉ nhìn nàng ta bước nhanh ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Chốc lát sau, tứ di nương đến, nói, bị đại tỷ con phát hiện rồi sao? Vẻ mặt lý thường hỉ buồn rười rượi nói, đều tại mẹ. Thường ngày ban đêm mới ăn, hôm nay tự dưng bảo con ăn buổi chiều. Không phải đã bị nàng ta nhìn thấy sao? hại con tốn bao nhiêu lời lẽ mới lừa dối được. Tứ Di Nương cười, nói, phát hiện mới tốt. Lý Thường hỉ nghi hoặc nhìn Tứ Di Nương. Đây là có ý gì? Con đừng có hỏi nhiều. Đại tỷ của con yêu dung mạo như tính mạng. Nàng ta nhất định sẽ đến tiếp Tứ Di Nương nói chắc chắn. Lý Vị Ương đã nói qua. Bắt lấy nhược điểm của Lý Trường Nhạc là có thể thắng vì đánh bất ngờ. Hiện giờ xem ra. Quả thật không sai, lời ngoài chuyện, thật có lỗi, phải chờ biên tập đại nhân chấp thuận. Đã đăng chậm rồi bằng bằng, gạch dưới 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 gạch dưới. Thành Mai, bắt đầu từ hôm nay đổi giờ post thành 11 giờ, cho các bé hôm sau đi học không phải thức khuya mũ mũ. Trường tiếp theo sẽ có vào 23 giờ thứ 7 ngày 30 tháng 3.